Xe này là nó bị hư cái dên, rớt ra làm cái dên, gã máy ra, gắp máy vô xong rồi, gắp vô xong xong rồi là bật khóa lên, đang định đề, bật khóa lên vừa bấm đề cái là xe đứt cầu chì. À, kiểm tra này nọ ok hết, xong bắt đầu là mới gắn cái cầu chì khác vô, gắn cầu chì khác vô thì nó lại đứt cầu chì lần hai, nha, nó đứt hai lần cầu chì là mình đã nghi ngờ rồi, mình kiểm tra anh em, nhân sự giờ kiểm tra phát hiện ra nè, đây là cái dây điện nè. À, trước đây là nó đã bị cạ gì nè, nó cạ mà hai ba cái vỏ, là ba cái vỏ như vậy luôn nè, cạ nó cạ sát gạt như vậy nè, rồi cái người quấn trước người ta không có chia theo từng cái, người ta quấn, người ta gộp chung vô, người ta nấu, người ta quấn đây nè, nó giờ gộp hết đi, nó giờ quấn vô xong rồi á, có nghĩa là trước đó có thể là nó chưa có đụng vô anh em, nghĩa là nó không có chạm, nhưng mà khi mà mình mở dây điện ra, mình mở cái phần mà dây điện ra như vậy nè, mở ra để mình gài, mình gớt máy mà mở ra thì nó sẽ động dây điện đó, nó động dây điện xong rồi á là bây giờ mình gáp vô lại, nó gáp vô lại là nó bị chạm nha, đó cho nên là xe này hiện tại giờ đang bị chạm, là mình nghe được một khét là nó xì ra từ đây nè, đó nó xì từ cái lỗ này nè, mình mới vừa lấy tay mình lao mình hửi luôn rồi là khét rồi, giờ nó có một cái dấu nứt luôn nè, là cái dấu nổ ở bên trong rồi nè, đây anh em, đây là dấu tích nè, đây đó. Là nó cấn ngay nè, nó cấn ngay xe này chạy là nó bị cấn cái cục nhôm này nè, đây là cái cục nhôm máy nè, này có cái dấu nẹt luôn nè anh em, thấy chưa, đây nè, đó có dấu cạ trắng nẹt trắng phiếu luôn ngay chỗ này nè, đây là cái vị trí này nè, đây là nằm vậy nè em, là nó cạ vậy nè, nó cạ trong đây nè, trong mà cái này là tình huống không lường trước được nha anh em, xui giá đi xe rồi đó, rồi hậu quả này là mình lãnh hết nha anh em, bài học nào thì cũng trả giá bằng học phí nha anh em, bài học phí này của mình thì nó hơi mắc một chút xíu nha đó, xe này thì mình chịu trách nhiệm, mình đền đi xe cho khách rồi, cho nên là mình chia sẻ cái câu chuyện này để sau này anh em làm nghề khi mà anh em mà có cách xử lý gọi là kiểm tra nó đảm bảo hơn để tránh tình trạng giống như mình nha anh em, trong làm nghề mà trước giờ đâu có ai mà nghĩ đến trường hợp này đâu anh em, còn gáp biết bao nhiêu chiếc xe rồi, như chiếc xe này nè thì bắt đầu là đâu bị gì đâu, nó thì mình chỉ gỡ ra mà làm cái dên thôi, đây nó cái dên thì nó bị tình trạng là lỏng lưng trong vậy nè đó, thì sau khi mà làm cái dên xong thì gáp lên xong hết rồi là chưa có bấm đề anh em, là mới bật khóa lên thôi, thì bật khóa là đang chuẩn bị canh xăng chuẩn bị đề thì bắt đầu là nó tắt nguồn nè, nó đứt cầu chì, thì mình mới bằng thợ mình mới mở lên là kiểm tra thì nó đứt cái cầu chì 25A với một cái cầu chì đỏ 10A, thì sau khi thay cầu chì xong á thì là bật khóa lên lần nữa là nó đứt một cái tập nữa đó, thì mình mới nghe thấy có vấn đề rồi, mình mới thôi ngưng, mình nói thôi mình qua mình nghe đứt lần hai là mình thấy có vấn đề anh em, qua mình kiểm tra thì anh em thấy nè, cầu chì nè đứt cái 10A với cái 25A này đó, rồi nhưng mà thường anh em nhìn bên đây nè, anh em thấy cái mấy cầu chì mà bên đây là vàng xanh không đó, cái xe này là trước đó là người ta là có đã thay cầu chì rồi mà người ta không thay đúng cái cầu chì 10A nha anh em, trước đó là người ta thay cái cầu chì là 15 với 30A, ban đầu là mình nghĩ rằng là chắc gáp vô là nó bị cấn cái CKB, nhưng mà không phải anh em, không có cấn, rồi mình mới mở ra kỹ ra đây anh em, thì cái khúc ngay cái ngã ba cái đây nè, nó cái khúc đây nè là nó lúc đó người ta quấn băng keo anh em, thì khúc này quấn băng keo chân này thì khúc này nó không có đứt, nhưng mà nó bị ngay trên cái ngã ba này nè, nó sát trong quá anh em, nghĩa là ngay cái khúc đó đây mình sẽ cho anh em coi nó ngay ở chỗ này nè, mình có quay lại cái khúc nè, đây nó bị ở ngay cái chỗ ngay cái ruộng này anh em, đây đó mình sẽ cho anh em coi cái hình ảnh mà cái lúc mà cái cọng dây này còn nguyên nha, là lúc đó mình khúc này là mình tháo ra rồi nè, cái lúc mình quay chiếc xe trước khi gã là mình có quay dính cái đoạn này là cọng dây đi từ đây nè, cái bàn sau á là nó đã bị quấn bằng keo đen rồi, thường đứt á anh em, đứt á thì dây này đứt thì nó không lên cái mà đồng hồ km thôi, thì đa số là nó đứt cái cọng dây thì đứt có một sợi thôi, nhưng xe này nó đứt là đứt ba sợi luôn em, đứt ba sợi, nó chóc vỏ ba sợi luôn, cho nên là người ta quấn lại, nhưng mà nó chưa có bị, tới lúc mà mình gỡ ra anh em, mình gỡ ra thì mình động chạm vô thì bắt đầu là nó chạm vào nhau, thì cái chạm này thì mình không thể nào mình biết trước được anh em, cho nên là đây nè, một phần á là từ đây nè, cái cầu chì này nè, nếu như là cầu chì 10A thì nó sẽ đứt sớm hơn anh em, nhưng không, cái cầu chì bên đây là 10A nhưng ở bên đây nó là cầu chì 15 với 30A, ai trước đó là đã thay vô không đúng rồi, anh em nhìn trên cái nắp nè, nó có ghi nữa không, tất cả đều là cầu chì 10A, chỉ có một cái tổng là 25A thôi, nên cái xe này nè nó chạm điện xong nó đứt cầu chì 10A với đứt cái 25A, đứt hai cái cầu chì nha đó, nhưng mà cái cầu chì kia thì nó lại không đứt, cho nên nó sinh ra là nó bị nổ cái xe mình luôn anh em, chảy khét nghẹt luôn đó, trong là một bài học này không ngờ tới đó, cho nên là anh em sau này anh em thay cầu chì á, anh em thợ vui lòng nha,
mấy cái cục chì này nè, anh em thay đúng 12 giùm mình nha. À, hôm trước thì cũng có anh thợ anh gọi điện cho mình đó, anh hỏi là xe anh đứt cục chì 5A, anh lấy 10A anh thay vô đỡ được không, mình là không rồi. Mình cản ánh mà nói là không nghe, anh phải thay đúng cầu chì chứ thay đỡ nó chạm điện á là nó sẽ không đứt được, là nó bị cháy IC. Nhưng mà hôm nay tụi mình là cái người nạn nhân dính vụ này nha anh em. Nói chung là do học phần bạn thợ mình á là bạn không có để ý ở cái phần này. Anh thợ cho nó gấp máy và không nghĩ tới trường hợp là bị cầu chì cao. Tới lúc mà mình qua mình nhìn mình thấy thì thấy rồi, cầu chì này là có vấn đề rồi, bây giờ nó diễn nó đứt lần hai. Cho nên là sau này anh em kinh nghiệm nha. Đó, trên cái nắp mà chỗ mà cái đậy bình nè, nó có ghi cái mà cái thông số cầu chì nè. Anh em làm nghề á, anh em nên mua hộp cầu chì nhiều vô, giống như mình nè. Ở đây mình mua đủ hết anh em, từ 5A, 10A, 7A rưỡi hay là 15, 20 là mình có hết. Đứt cái nào mình thay đúng cái đó, chứ mình không có thay cái số lớn hơn anh em. Anh em FI mà anh em thay cái số lớn hơn á, nó không đứt cầu chì được á, thì tầm chừng 3 giây sau, 5 giây sau là nó sẽ gây cháy IC. Lúc đó thì nó muộn anh em. Tới cái cầu chì tổng mà nó đứt được á, là cái xe đó nó có vấn đề rất là nhiều rồi. Thường thường nó đứt cái cầu chì 10A thôi, nhưng mà xe này là nó bị thay thành 15 đến 30A. Cái cầu gì màu vàng đó là mấy màu xanh lá là nó 30 á, còn cái màu xanh dương như nó là 15. Cho nên cái con IC này là ngẫm rồi, mình mua IC khác mình đền cho khách. Đó mình cũng có chia sẻ khách luôn, nói là trường hợp này em cũng không có ngờ tới, nhưng mà thôi anh thông cảm để em mua con IC khác em gắn vô. Trong này khách này cũng khách quen của mình nha anh em. Cho nên là mình thì cũng thôi xem như là một bài học anh em, làm nghề mà. Nên là cũng không có năn nỉ khách hay là mình cũng không có xin khách thêm tiền gì hết á, mình chỉ làm phần máy mình nó báo bao nhiêu thì mình làm bao tiền bao nhiêu thôi. Còn cái này là xem như là một bài học. Bài học mà mình là người trả giá, vậy cũng là những cái bài học cho những bạn thợ của trong tiệm của mình. Thế sau này sẽ có thêm kinh nghiệm, gắp máy kiểm tra kỹ lại những cái đường dây nha. Cái nào quấn nhiều quá thì nên mở ra coi lại luôn, còn zin thì cứ để lại. Còn anh em sau này anh em thay cầu chì á, anh em thợ á thì anh em nhớ kiểm tra kỹ nha. Khi rồi anh em gắp máy đó anh em cũng vậy nè, cũng mình cũng lưu ý luôn ở những cái đoạn ngã ba như vậy nè. Đó thì anh em thợ mình sẽ kiểm tra kỹ hơn. Còn CKB này thì hiện tại của xe này thì nó không có bị cấn bị cạy gì anh em. Cho nên là nó không phần có bạn kia vẫn nói với mình chung là nói là có thể do bị chạm mâm lửa, nhưng mà xe này chưa có đề là nó đã bị đứt cầu chì rồi, chưa có đề anh em, chưa đề nên là nó chạm nguồn sao khóa. Cái dây cảm biến tốc độ này là thì nó có một con dây là nguồn sao khóa anh em, còn cái con dây kia là con dây mát truyền tín hiệu khác, cho nên là nó đứt dây này nó cả ba thằng với nhau lại nên là nó gây cái chạm anh em. Đó, đây là một bài học đáng giá và cái kinh nghiệm cho mình và cũng như là kinh nghiệm chia sẻ cho anh em, sau này anh em gã máy mình không có chủ quan nữa nha. Chung là đúng là không có gì không thể, thì mỗi lần sai lầm sẽ phải trả giá, và đó là những kinh nghiệm về sau đó để mình làm nó được chỉnh chu hơn anh em. Chung là thôi xem như là cái xuôi ngày hôm nay ha. Một con xe này mà đến khách là mình cũng đã mất hết thất thu hết cũng mấy ngày anh em. Cái này thì mình cũng không có bắt bạn thợ mình đền nha, mình là cái người chịu trách nhiệm cho con xe này đó, nên là thôi cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình nha. Rồi chào tạm biệt anh em.